để cho mẹ thả tay nhá. Con chỉnh focus chưa? Con chưa đủ hết chưa? Thì bây giờ chỉ chụp một cái thôi này. Không, con quay phim. Đấy á. Con chụp em đánh đàn một cái đi. Đang quay, quay xong rồi. Quay xong rồi thì chạy hết. Để thả tay ra đi. Thả tay em dơ đi. Thì thả một tí thôi chứ thả nhiều dơ. Bé không bật nhạc đấy, bé bị đang bật nhạc này. Hôm nay là ngày 5 tiếng rồi. Đánh dậy à? Khó đấy, mình đánh ở đâu? Cho đánh đi, đánh vô đi. Bé ơi, bà đang hát gì thế bà? Bước xuống phố cho tìm được rốc vang hoa.